Mến chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh Washington DC nhé. Ngày hôm nay trời khá là nắng ấm cho nên mình diện một cái đầm short ngắn và đi ra ngoài sân chơi, cũng như là khoe với các bạn là dâu của mình đã trổ hoa rồi. Mấy hôm nay ăn uống thất thường quá, nở mụn nè các bạn ơi. Đây nè mấy cô chú anh chị ơi. Dâu của em nó ra hoa nè. Đây nè. Đây thêm một cái bông nữa nè. Đâu rồi? Đây nè, một cái bông nữa, đây bốn bông nữa ha. Đây ba cái bông, 1 2 3 ha. Ba cái bông. Đó. Còn cái này thì nó đang chuẩn bị ra nhưng mà nó chưa có hoa. Mọi người thấy không? Em được 2 bụi, 3 bụi, 3 bụi, 4 bụi. Đây một bụi nhỏ nữa, 5 bụi. Ở đây chết hết bụi à. Bụi này chết rồi. Không có tưới được. Cho nên cái thuốc nó thấm vô làm cho cây chết. Bực mình ghê. Có được mấy cây mà hả? Người ta phá quá trời. Rồi đây nè các bạn. Đây, đây có hoa nè các bạn. Còn đây. Đây được rồi. Hai trái. Bên này nè. Đây ha. Đây đó, gọi theo. Người thấy trời mát mẻ không? Ngày hôm nay ra ngoài này chơi nhưng mà bước ra là bắt đầu mình ở trong nhà quen, bắt đầu mình bước ra mình bị dị ứng cái bông phấn á, bắt đầu hắt xì liên tục, bắt đầu ngứa lỗ mũi các bạn. Ngứa lỗ mũi. Đó, ở bên đây là tới khi mà mùa xuân đến là hầu như ai cũng bị như vậy hết các bạn. Bị ngứa lỗ mũi rồi hắt xì rồi kêu bằng dị ứng á. Bên đây nhiều người bị dị ứng á. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài sân xem cái đồng cỏ mà nó có cánh hoa màu tím nè các bạn, rất là dễ thương nè các bạn. Trời ơi, dễ thương quá à, mơ mộng. Cái góc bên này dòm qua là các bạn sẽ thấy được cái hoa màu tím nó rất là nổi luôn các bạn thấy không? Đó, nó dài cho tới đằng kia luôn. Đó. Bạn thấy đẹp không? Dễ thương quá ha. Trời ơi, gió nó kìa. Bạn ơi, mình đi bẻ được ba cái bông của bồ công anh nè các bạn. Ở bên đây á, hoa bồ công anh đó, bông bồ công anh rất là nhiều luôn các bạn. Đây nè, các bạn thấy không? Đó, kìa mình có thêm cái trái này nữa, mình không biết trái này trái gì luôn. Nó nhìn nó lạ lạ, mình lụm về. Hồi thế nào ông chồng nó cũng chửi. Hôm nay em lụm tầm bậy tầm bạ. Nè các bạn xem nè. Cái hoa vàng nó là bồ công anh đó các bạn. Đó, khi mà nó chưa có khô á. Đó, các bạn thấy không? Đó, nha. Bên đây nó giống như cỏ vậy đó.